Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Lắng Nghe Cơ Thể. Ngày hôm nay thì Mai Phương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn và chúng ta sẽ lại tiếp tục lắng nghe cơ thể, cùng phát hiện ra những điều thú vị và đặc biệt xung quanh cơ thể mình. Có lẽ nói đến việc làm đẹp thì là một điều mà tất cả mọi người vô cùng quan tâm. Và thông thường thì nói đến việc mà chúng ta dưỡng da, chăm sóc da thì một là chúng ta sẽ đến những spa, những nơi thẩm mỹ, chăm sóc chuyên nghiệp hoặc là có thể mua những loại kem dưỡng da. Và thông thường thì mọi người vẫn nói rằng là tiền nào của nấy, tức là càng đắt tiền, càng là hàng hiệu thì càng tốt. Có đúng không ta? Vậy thì ngày hôm nay, Mai Phương muốn mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với những nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên. Tuy rằng là chúng ta không dùng nó để mà tạo hiệu quả tức thời, nhưng mà nếu chăm sóc lâu dài thì chắc chắn vẫn có những hiệu ứng đặc biệt đó. Và muốn biết như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là dưỡng da từ mỹ phẩm thiên nhiên. Và trước tiên thì Mai Phương mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tình huống của chương trình. Nhưng nổi ba cái gì đâu không, khó chịu quá. Nè, cái gì vậy? Cái gì mà hằng học mà két két thì vô mặt cái gì ngăn ngăn vậy? Này, mày thấy không? Sao? Không biết nữa, tự nhiên bữa giờ mặt con nó nổi mấy cái mẩn gì đâu kỳ cục. Rồi con đang làm gì? Con đang sức kem. Trời ơi, cái mặt của mình á đang bị dị ứng, đang bị nổi mẩn đỏ vậy á, mà tối ngày con cứ trét trét hay vậy hoài à, làm sao cho da con nó thở được? Trời đất ơi mẹ, cái này là kem trị mẩn ngứa chứ không phải là kem trang điểm. Thôi đi con ơi, khi mà con đã bị mụn 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 vậy á, con cần phải để cái da mặt mình á thật là sạch sẽ, con phải rửa mặt, cái vệ sinh cái mặt sạch sẽ, cái phải là két ba cái kem này vô là trị được đâu. Vệ sinh cái gì, cái này là con Linh nó mới cho con, nó bị giống y như con, nó nói sức là hết liền đó, cho nên bây giờ con sức thử coi có hết không. Không có hết đâu, bây giờ con nghe lời mẹ đi, trị theo cái cách dân gian mình trị mụn đó ha. Tối nha, cái là trước khi đi ngủ con lấy nước ấm ấm thôi, rồi con bỏ vài giọt chanh vô trong nước ấm ấm đó, con rửa mặt nó vừa vệ sinh sạch sẽ vừa sát khuẩn nè, mà thậm chí cái da mặt của con sẽ trắng hồng nữa đó. Cái gì, bỏ chanh vô hả? Ừ. Trời ơi mẹ ơi, chanh là ăn nắng lắm. Trời đất ơi, ăn nắng cái gì? Con bước chân ra ngoài đường hả, là con bịt kính từ trên xuống dưới, chừa hai cái mắt ra giống ninja vậy, thì nắng nào mà ăn nổi con chứ. Ôi trời ơi, cái cách đó là con thấy con không hợp lý rồi đó. Nhưng mà mẹ nói con nghe, đừng có xài mấy cái mỹ phẩm mà cứ mặt đang bị dị ứng mà xài ba mỹ phẩm như vậy, nó không có tốt đâu. Sao con không thử con xài những cái sản phẩm thiên nhiên đó, những cái loại hoa quả thiên nhiên. Đây nè, thôi nói chi sao. Đây mặt mẹ nè, gì vậy mà đây nè, nhìn mặt mẹ nè. Cái gì? Coi có cái mụn nào không? Không có mụn mẹ. Đúng rồi đó, không xài kem nha. Chứ mẹ xài gì vậy? Trời ơi, rất là đơn giản. Con có việc là con bây giờ nè, trái cây con cứ ăn trái nào là con chừa một miếng để con đắp mặt con lên là đẹp. À hồi nãy con mới mua 2 kg sầu riêng, lát hồi con quất lên mặt con liền. Quất đi, cái mặt con nó bị lủng lỗ liền. Ủa, sao kỳ vậy mẹ, sao mẹ nói ăn trái nào cũng... ý của mẹ nói là ăn những cái trái nào mát mát đó. Thí dụ nè, con ăn cà chua nghe, con đắp cà chua được. Con ăn dưa leo, con đắp dưa leo được. Con ăn chuối cũng được, ăn bơ cũng được, thấy không? Dưa hấu cũng được, tất cả những cái loại nào mát mát. Mẹ hứa với con luôn là da con càng ngày càng đẹp. Trời ơi, thiệt không mẹ? Thiệt. Phải không? Đây nè, mẹ nói con nghe nè, bây giờ con để ý đi. Con thấy dì Út. À, dì Út da mặt đẹp lắm. Thiệt, dì Út da đẹp hơn mẹ luôn. Không có xài kem. Vậy là dì Út phải đắp trái cây gấp đôi mẹ luôn đúng không? Chẳng những dì Út đắp trái cây nha, mà mẹ còn nghe dì Út nói là bây giờ đó, cái công nghệ mỹ phẩm tân tiến lắm. Họ có thể là họ chiết xuất những tinh chất từ những cái rau quả, những cái rau quả, những cái loại trái cây tươi để thành mặt nạ dưỡng da rồi rồi kem dưỡng da bằng những sản phẩm thiên nhiên đó. Trời ơi hay quá, sao con không biết ta? Đó, con thấy không, như ngày xưa nè, thời của mẹ làm gì có 3 cái kem để dưỡng da, mẹ chỉ đắp trái cây thôi. Trời ơi hay quá, đơn giản mà hiệu quả vậy đó hả mẹ? Đó. Mẹ bây giờ vậy nè, mấy giờ hai mẹ con mình dắt nhau đi mua cái mỹ phẩm từ thiên nhiên đó đi nha. Được không? Sẽ để trông chị mấy cái mẩn ngứa của con nè, con ngứa quá. Cái mẹ. Này là mẹ chỉ tư vấn cho con về vấn đề mỹ phẩm thiên nhiên thôi. Chứ còn là vấn đề kinh tế đó. Sao mẹ? Mẹ không có tiền. Giỡn hoài. Giỡn gì thiệt cái bộ, giỡn gì? Dám nó làm như con biết vậy, giấu rồi, ông ba mới lãnh lương. Dễ sợ nghe, giờ riết tôi lãnh lương ngày nào cũng để ý nữa hả? Thôi phải để ý chứ mẹ. Nó giỡn thôi, nhưng mà vậy nè,
con có nghe người ta nói cái câu là nhất dán gì da. Dạ. Mẹ con mình là có dán rồi. Trời ơi, mẹ tự tin quá vậy mẹ. Thì bây giờ phải làm da làm sao mà cho đẹp nữa thì mới là nhất dán gì da. Dạ. Biết là những sản phẩm từ thiên nhiên là tốt, nhưng mà không phải là mình xài cái loại nào cũng được. Dạ. Đó. Giống như dì Út con á, mẹ nghe nói dì Út là xài cái loại gì trà xanh hay dưa leo gì đó, là tùy theo cái da mặt. Bây giờ mẹ con mình tốt nhất là đi gặp chuyên viên tư vấn để người ta chỉ rõ cho mình cái loại da của mình thì xài cái sản phẩm nào là thích hợp. Chứ không thôi xài tầm bậy tầm bạ, chẳng những là tiền mất mà tật còn mang nữa. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Ừ. Vậy thì đừng có xài nữa, rửa mặt sạch đi rồi dạ. Mẹ con mình đi. Dạ. Ừ. Thưa quý vị, một tình huống vui đúng không ạ? À? Nhưng Mai Phương tin rằng trong đời sống hàng ngày thì chúng ta cũng thường hay gặp những tình huống như vậy, và chắc chắn là chúng ta sẽ có những lúc phải băn khoăn xem nên làm thế nào là đúng đây. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp một vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay của chương trình để cùng hiểu thêm về những mỹ phẩm dưỡng da tự nhiên như thế nào là đúng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Hải Yến, là một chuyên gia đến từ T-Spa. Xin chào chị. Xin chào Mai Phương. Xin chào khán giả của chương trình Lắng Nghe Cơ Thể. Dạ thưa chị Hải Yến, thực ra gần đây thì ngoài những nhân vật trong tình huống vừa rồi thì Mai Phương cũng thấy rằng là một số bạn bè, thậm chí là trên những mạng xã hội thì mọi người đang chia sẻ với nhau rất nhiều về những kinh nghiệm làm đẹp, đặc biệt là từ những cái loại nguyên liệu tự nhiên, thiên nhiên. Nhưng mà thực chất là một cái định nghĩa chính xác về những mỹ phẩm dưỡng da làm từ thiên nhiên như thế nào thì mới là đúng ạ? Mỹ phẩm từ thiên nhiên thì mình sẽ có hai loại để mình phân ra. Cái mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, tức là những cái mỹ phẩm nhà người ta bán và đã qua những cái công đoạn làm tinh chế, nhưng mà lấy chiết xuất từ những cái rau củ quả thiên nhiên. Ví dụ như là bạn nghe nói là chiết xuất từ dưa leo, chiết xuất từ trái lựu. Người ta không phải là lấy trái lựu ra hoặc là lấy trái dưa leo ra và làm thành cái mỹ phẩm đó, nhưng mà người ta sẽ chiết xuất cái chất trong chất tốt nhất cho cái làn da của mình trong cái nguyên liệu đó. Còn cái mỹ phẩm tự nhiên mà các bạn nói là dùng ở nhà thì là mình dùng trực tiếp các nguyên liệu thiên nhiên đó. Ví dụ như là làm mặt nạ từ trứng gà và da ua, mật ong thì mình lấy chính xác và từ đó và mình làm ra. Một lần mình dùng xong rồi là mình phải bỏ đi cái phần thừa. Còn những cái mỹ phẩm mà chiết xuất từ thiên nhiên thì nó sẽ có một cái thời hạn sử dụng cho bạn. Như vậy là điểm khác nhau đầu tiên giữa việc mà sử dụng những cái mỹ phẩm thiên nhiên được bán trên thị trường, tức là đã được tinh chế thì mình sẽ sử dụng được nhiều lần và lâu dài hơn là việc mình sử dụng những cái nguyên liệu mà thực tế tại nhà. Nhưng mà ngoài cái đặc điểm khác nhau đó ra thì mình còn cái sự khác nhau nào giữa việc mình sử dụng hai cái loại cũng là mỹ phẩm dưỡng da, nhưng một cái là đã có sự can thiệp và một cái chưa có sự can thiệp ? Sự khác nhau thì chắc chắn là rất rõ rồi bạn. Vì nếu như mà mình sử dụng cái mỹ phẩm mà tự làm, chưa qua tinh chế, chưa qua những cái sự can thiệp về chuyên môn thì chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề. Ví dụ như là mình chưa chắc rằng mình người làm theo cách đó là đúng hay sai, liều lượng như thế nào và cái chất đó có thích hợp với cái làn da của mình hay không, hoặc là nó có hại, có kích ứng gì hay không. Rõ ràng là vì cái vấn đề là sử dụng những cái nguyên liệu tại nhà thì mọi người nghĩ rằng là đó là thiên nhiên tự nhiên, cho nên là cái gì cũng có thể sử dụng được. Nhưng đó có phải là cái sự suy nghĩ chính xác hay không? Hay là mình cũng phải lựa chọn tùy theo từng làn da, và làn da như thế nào thì sẽ thích hợp với những loại trái cây hoặc loại thực phẩm nào là phù hợp nhất? Rất nhiều người ta sử dụng những cái nguyên vật liệu tự nhiên, tức là hoàn toàn không có qua sơ chế gì hết. Thì mình sẽ nhận thấy rằng là ngoài cái việc là tốt cho cơ thể, tốt cho da của mình, thì nó có những cái chất kích ứng mà mình sẽ không có loại bỏ nó được. Ví dụ như là đắp mặt nạ dưa leo thì các bạn đơn giản là sắc dưa leo ra đắp lên mặt, nhưng mà trong vỏ dưa leo có mủ dưa leo thì nó sẽ gây ngứa chẳng hạn, cũng có thể gây bắt nắng hoặc là làm cho da mỏng hơn. Đó là những cái mà mình thấy rõ ràng. Hoặc là ví dụ như các bạn dùng nha đam, tức là lô hội á, đắp lên người để cho da cảm giác dịu hơn, đỡ cảm giác ngứa hoặc kích ứng, nhưng mà trong cái vỏ và cái mũ của cái cây lô hội đó, nếu mình làm không sạch thì nó cũng sẽ là gây ngứa đỏ hơn nữa. Thường thường mọi người đều nghĩ là da của mình thuộc một loại da nào đó, thì các bạn sẽ hỏi câu đầu tiên là da em là da dầu thì mình nên sử dụng loại nào. Nhưng các bạn quên rằng là mình, cái đầu tiên quan trọng nhất là mình phải hỏi chính bản thân mình muốn cải thiện cái làn da của mình như thế nào.
Ví dụ như Mai Phương là làn da nhờn chẳng hạn, thì Mai Phương muốn cải thiện như thế nào? Thì chắc chắn là sẽ muốn cho bớt nhờn đi. Đó, thì đó chính là cái mục tiêu của mình. Thì mình sẽ tìm cái loại sản phẩm hoặc cái loại nguyên vật liệu nào giúp cho cái làn da của mình bớt nhờn. Rồi tiếp theo, nếu mà làn da khô thì mình sẽ tìm cái loại mặt nạ nào đó giúp cho da mình ẩm hơn, mềm hơn. Thì nó có rất nhiều loại. Ví dụ như là dưa leo ha, thì mình sẽ phải gọt vỏ. Và cái dưa leo nó chỉ giúp cho mình da của mình nó ẩm hơn và nó có thể căng mịn hơn trong một cái thời gian ngắn. Thì đơn giản nhất thì có thể cắt ra đắp lên mặt để cho da mặt hút được cái nước ẩm từ dưa leo, và nó giúp cho cái tinh chất trong dưa leo nó giúp cho da mình có thể mịn màng hơn. Đối với da nhờn thì ví dụ như mình làm cũng từ dưa leo thì mình sẽ phải xay nó ra, xay dưa leo ra lấy nước, rồi mình phải thêm vào một ít chanh, thêm vào một ít mật ong, rồi lấy cái hỗn hợp đó mình bôi lên, thì nó vừa giúp xoa khít lỗ chân lông, vừa làm da da mình mịn hơn và sáng hơn. Dạ, như vậy là đối với da nhờn thì chúng ta sẽ sử dụng thêm chanh, bởi vì Phương biết là trong chanh thì có axit trái cây, cũng là một cái chất tẩy nhẹ đúng không ạ? Còn đối với khoai tây thì sao ạ? Đối với khoai tây ấy, thì mình thường thường dùng cho những cái làn da mà nó hơi gọi là hơi lão hóa rồi, thì kết hợp với sữa tươi, kết hợp với mật ong và một chút xíu dầu ô liu, thì mình sẽ kết hợp với cái khoai tây mà đã xay nhuyễn, đã làm mịn rồi, mình sẽ làm ra một cái hỗn hợp mặt nạ để đắp lên giúp da mình sáng hơn. Nhưng mà cái hỗn hợp khoai tây đó là mình có cần làm chín hay không, hay là mình phải làm chín, mình phải nấu chín và lột vỏ và xay nhuyễn ra. Với những cái loại sản phẩm mà mình làm tại nhà, mà nếu mà chẳng hạn mỗi lần làm thì mỗi lần thì chúng ta lại phải cứ làm đi làm lại như vậy hoài thì rất là mệt. Nếu như có một cái phương thức nào để mà chúng ta giữ được cái sản phẩm của chúng ta lâu hơn một chút được không ạ? Chẳng hạn chúng ta tạo ra cái dung dịch hỗn hợp đó đi, chúng ta để bằng cách nào để có thể lần sau chúng ta tái sử dụng được? Yến vẫn khuyên mọi người là dùng một lần và cái phần còn lại mình bỏ. Còn trong trường hợp mình quá bận rộn mà mình vẫn muốn cách này thì mình sẽ làm khoảng 3 lần, 2 đến 3 lần cho một cái sử dụng cho mặt. Ví dụ như Mai Phương làm khoai tây nghiền thì Mai Phương nên làm khoảng một củ khoai tây thôi, với 2-3 muỗng sữa và một muỗng mật ong, thì có thể cất vào một cái hộp đậy kín nó lại và mình cất vào tủ lạnh, thì mình có thể sử dụng trong vòng một tuần cho cái hỗn hợp đó đúng không ạ? Bỏ trong tủ lạnh ngăn mát thôi đúng không? Không cần phải để ngăn mát đá. Vậy thì với một cái cách như thế này, đó là các bạn chia sẻ là các bạn sẽ làm hết tất cả những nguyên liệu, đó là sơ chế sữa mật ong chuẩn bị rồi và khoai tây luộc chín nghiền rồi, nhưng mà để riêng ra chừng nào sử dụng thì chúng ta mới bỏ vô mà chúng ta sử dụng thành từng phần như vậy. Thì liệu rằng cái cách đó nó có lâu hơn không, hay là cũng chỉ trong một tuần thôi ạ? Như Mai Phương cũng có thể thấy là đồ ăn của mình tại sao nó có thể trong vòng 2 ngày nó có thể thiêu hư, là vì những cái sản phẩm hữu cơ, tức là những cái vi khuẩn nó rất là dễ sinh sôi trong đó, thì nó sẽ không tốt cho da của mình. Nó sẽ có thể gây ra một vài cái độc tố trong thời gian mà nó lên men, hoặc là các vi khuẩn nó kết hợp lại với nhau. Cho nên là để kín, phải thật kín trong tủ lạnh. Và cái nhiệt độ càng lạnh á, thì nó càng giúp hạn chế vi khuẩn sinh sôi. Thì mình vẫn khuyên mọi người nên dùng trong một thời gian ngắn.